Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một số tính năng mới ở game Ngạo Long Mobile phiên bản mới Ngạo Thế Chi Vương. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cài đặt hệ thống. Ở đây chúng ta có các thiết lập. Ở thiết lập khác thì chúng ta có thể khóa thành chính. Đây chúng ta khóa thành chính. Sau khi khóa sẽ không thể thăng cấp thành chính, bấm đồng ý để khóa thì sẽ thông báo thành chính đang khóa. Thì để mở khóa thì mình sẽ tích vào dừng khóa ha, để thông báo là thành chính chưa khóa thì chúng ta đã mở rồi. Về cấp VIP, mình có thể thấy đây là cấp VIP, cấp VIP hiển thị thì mình có thể ẩn cấp VIP đi. Đây, cho cấp VIP xuất hiện lại, ẩn đi. Về góc nhìn từ xa. Góc nhìn từ xa thì mình sẽ cho mọi người xem ha. Ở đây là cái thể mọi người có thể thấy góc nhìn của thành chính hiện tại nè. Đây, và góc nhìn của thế giới. Góc nhìn của thế giới đây. Đây là góc nhìn của thế giới. Thì khi mà mình sử dụng cái thiết lập góc nhìn từ xa thì mọi người sẽ thấy là đây. Mình nhìn đây, mình sẽ nhìn thành chính được bao quát hơn. Thành chính rất là bao quát nè. Rồi mình sẽ ra thế giới nha. Đây mọi người thấy thế giới cũng sẽ nhìn được bao quát hơn, cái góc nhìn rộng hơn. Thì góc nhìn từ xa này mình khuyên những bạn nào có màn hình to rộng thì mình nên sử dụng. Về tính năng tướng đài. Về tướng đài thì ở bản hiện tại chúng ta có thể up tăng cấp tướng đài. Hiện tại là đang cấp 10 thì sau cấp 10 thì mình sẽ tăng cấp tướng đài bằng tướng cam. Thì khi mà đã có 5 thượng tướng là tướng cam thì số tướng cam ngoài tướng đài chúng ta phải có thêm 2 tướng cam ngoài tướng đài nữa. Thì chúng cộng với yêu cầu thành chiến cấp 340 thì chúng ta có thể tăng cấp tướng đài lên. Thì khi tăng cấp tướng đài chúng ta sẽ tăng thêm công và phòng rất là nhiều. Về thám bảo. Về thám bảo thì mọi người ở bản hiện tại mọi người có thể thấy là đã mở thêm hai vị trí để thám bảo mới, đó là lăng mộ trụ vương và di chỉ trường bình. Thì lăng mộ trụ vương thì cấp 270 sẽ mở, còn di chỉ trường bình thì cấp 300. Thì ở đây thì khi mà mình tấn công cái di chỉ trường bình này thì mình khi mà mở tầng bí mật và chiến thắng tầng bí mật thì mình sẽ nhận được nguyên liệu giác ngộ tướng cam. Đây mình sẽ càn quét thử cho các bạn coi nha. Đây, khi mà mở và đánh được tầng bí mật thì chúng ta sẽ nhận được nguyên liệu giác ngộ cam. Về mục đập bình thì mục đập bình cũng đã có thêm đập bình cam rồi. Đây, đây là mục đập bình cam, đập bình truyền thừa. Đây mình sẽ đập thử cho các bạn coi nha. Đây, thanh liên nè, đào nè. Nhân sâm nè. Đây là những nguyên liệu giác ngộ cam. Về quà VIP thì mọi người có thể coi quà VIP. Quà VIP thì ở bản hiện tại sẽ được reset lại ha. Thì ở đây thì mình đã mua rồi. Nhưng mà ở bản hiện tại quà VIP này sẽ reset lại cho mọi người có thể mua lại. Đây, mình sẽ bật cho mọi người xem quà VIP ha. Mình có thể coi coi các tính năng của cấp VIP có thể được thưởng thêm.
Viết 14 ha, viết 13 ha. Đây, người ta thấy là cấp VIP nè có sẽ tăng cái phần trăm bạo kích được nhân 3 nhân 4 khi đúc. Đó. Thì mình sẽ xem mô tả VIP và xem quà VIP ở đây ha. Có thể coi quà VIP thưởng những gì. Đây là giá vàng để mua. Mình sẽ coi sơ qua các quà VIP. Đây mình có thể ẩn hiện số vàng đã nạp. Rồi. Và tiếp theo là chúng ta đến với chín mã mới. Thì bản hiện tại đã mở thêm một chín mã mới. Đó chính là tinh châu mã. Đây, tinh châu mã. Thì tinh châu mã thì điều kiện của mở để mở là thành chính cấp 100 và ung châu mã thì đạt cấp 1. Đây ung châu mã đạt cấp 1. Cộng thành chính cấp 100 nó sẽ mở được tinh châu mã. Thì mình sẽ cho mọi người coi thuộc tính của tinh châu mã khi mà đạt max cấp, đó là đạt tới bậc 3 10 sao. Đây nó tăng các chỉ số và tăng thêm bật công 6%. Tiếp theo là về chi kỷ cam mới. Thì ở đây chúng ta đã có thêm một chi kỷ cam mới, đó là Bế Nguyệt Điêu Thuyền. Bế Nguyệt Điêu Thuyền thì sẽ tăng 9 phòng. Sở thích là Thất Huyền Cầm. Về tính năng đúc thì để tính năng đúc đã có sự thay đổi. Mình sẽ giới thiệu về tính năng đúc. Tính năng đúc thì hiện tại đã bỏ đi đúc vàng rồi. Mình sẽ chỉ có thể dùng bạc để đúc. Cấp VIP càng cao, lúc nãy mình đã nói rồi, những cái cấp VIP đạt tới cấp VIP nhất định thì chúng ta sẽ có tỷ lệ bạo kích cao hơn. Nên mình sẽ đúc thử ha. Thì đúc thì chủ yếu là tăng né, còn bạo và đánh thì sẽ tăng theo né, thì bằng với 80% của né. Đây, nó bạo kích nhân 2. Bạo kích nhân 2 ha. Rồi nhân 3 luôn. Đó, thì cái cấp VIP mình càng cao cái tỷ lệ bạo kích càng được nhiều. Đó, nhân 4 luôn. Đó là tính năng đúc của phiên bản hiện tại. Rồi, về mình sẽ giới thiệu tiếp về trang bị. Về trang bị 290. Ở đây chúng ta sẽ có trang bị 290. Đây, đây là quà đá 290. Thì ở đây chúng ta có đá địa thích dùng để ghép hình thiên thương và hình thiên khải là vũ khí với giáp. Chú Ma Thạch ghép hình thiên bào và hình thiên hổ, tức là choàng và ngựa. Đá thiên thuẫn ghép hình thiên thuẫn và hình thiên thư, tức là khiên và sách. Và cuối cùng là huyết ngọc thạch để ghép hình thiên ấn. Thì sau đây thì mình sẽ nhận để mình nâng cấp trang bị cho các bạn xem. Rồi. Thì sau đây mình sẽ thử nâng cấp trang bị. Nâng cấp trang bị 290. Thì chúng ta sẽ vào mục rèn. Chúng ta sẽ chọn trang bị cần nâng cấp. Đây mình sẽ chọn trang bị cần nâng cấp. Đây để có hình thiên ấn thì chúng ta sẽ dùng huyết ngọc thạch và cửu lê thạch này thì chúng ta đổi ở trong shop quân công với giá là 45.000 quân công. Mình sẽ đúc hình thiên ấn. Rồi, mình sẽ đúc một loạt các đồ 290 vào cho các bạn xem. Tiếp theo là chúng ta sẽ đúc tiếp một khiên, đó là hình thiên thuẫn.
và đốt tiếp sát hình thiên thư. Tiếp theo là chúng ta sẽ đúc về choàng. Đây, ta đã đổi củ lê thạc ở sóc quân công. Chúng ta tiếp tục đúc ngựa. Ngựa là hình thiên hổ. Thì cái bộ trang bị này là bộ trang bị hình thiên nha mọi người. Trang bị 290 là trang bị hình thiên. Mình sẽ đúc tiếp hình thiên thương. Rồi, cuối cùng là hình thiên khải. Đây mình sẽ đổi quân công. Lấy củ lê thạch và mình đúc trang bị 290 cuối cùng. Đây mình sẽ vào kho để cho các bạn xem các trang bị 290. Thì chúng ta có hình thiên thương, hình thiên khải, hình thiên hổ, hình thiên thư, hình thiên bào, hình thiên thuẫn và hình thiên ấn. Đây là trọn bộ trang bị 290. Về chiến kỳ thì chúng ta đã mở thêm một loại chiến kỳ mới, đó là Thanh Long chiến kỳ. Thì ở Thanh Long chiến kỳ này chắc chắn sẽ được cộng 3 dòng luôn. Mọi người thấy tất cả các kỳ đều cộng 3 dòng. Đây, nếu mà đột phá thì sẽ được dòng trên này tới 12.5, dòng dưới thì tối đa lên tới 12%. Rất là nhiều. Và cờ này là chắc chắn được cộng 3 dòng. Ở dưới đây chắc chắn cộng 3 dòng. Đây. Đây có rất là nhiều cờ. Đây cờ mưu công, thương binh, công phòng. Thì mình đã giới thiệu sơ qua về một số tính năng mới ở phiên bản mới. Phiên bản mới Ngạo Thế Chi Vương Ngạo Long Mobile. Thì mọi người còn thắc mắc hay là muốn mình làm giới thiệu thêm những tính năng nào thì có thể comment ở bên dưới, thì mình sẽ làm thêm những video về những tính năng mới. Xin chào các bạn.